đấy. Tốt nhất đó, mình phải xem cô duỗi thẳng chân ra đây. Tốt nhất thì sao nào, bấm quay chưa nào? Bấm quay rồi à. Tốt nhất thì mình lên có một cái ghế để mình để chân bệnh nhân lên. Tất cả mọi động tác của diễn trần là gì? Không cần phải động tay của người bệnh. Và đừng chớ có dại đưa chân bệnh nhân lên đùi mình làm gì. Hách kìa. Nguy hiểm. Thì ngay lý ra, rõ ràng mình rất đàng hoàng nhưng mà người ta xem, người ta nói, người ta ý kiến là chả biết đâu mà lần nữa. Phạt 200 như chơi. Mà diễn trần mình rất hay là gì? Chả phải động chân động tay, có hết dụng cụ rồi. Đúng không nào? Đấy. Thì bây giờ chân nào của cô lạnh? Chân này lạnh rồi, mình sẽ chữa chân này lạnh trước. Sau đó chân nào cô nóng, chân kia nóng à? Chân này nó nóng hơn thôi, chứ còn đó. Mùa đông là vẫn cứ phải đi tất thì mới ngủ được. Chân đi tất và chân không đi tất đúng không? Không, hai chân đều phải đi tất. Đây, mình sẽ bôi dầu cao. Mình hoàn toàn là dùng điện, dùng đầu gây giò. Sau đó mình tán nó ra này. Mình cao này. Đấy. Mình lấy khoảng vài hạt đỗ. Đỗ. Bôi này, sau đó mình tán ra. Mình thấy là hoàn toàn không phải dùng đến tay của mình. Rất là đẹp, đúng không nào? Rất là sạch sẽ. Không phải dùng tay mình gì hết. Hoàn toàn dùng dụng cụ hết. Tán đều ra, thấy không ạ? Đều ra như này. Kia đang làm, ông chồng ông quay, ông nhìn thấy gác này lên đuôi thì thầy thì thôi rồi. Chưa biết đồ xuôi ra. Thế nên mình thấy là gì, diện trần rất là lịch sự, đúng không ạ? Rất là hào hoa, phong nhã. Sao thích đến lớp học thế? Rất đàng hoàng, đúng không ạ? Chả có buồn nha. Và mình thấy là diện trần, những các tư thế, cách thức của diện trần thì nó rất là đẹp. Đúng không ạ? Kể cả những cái động tác mình làm, đúng không ạ? Rồi, bây giờ mình sẽ dùng cào, mình cào này. Cào. Mình sẽ đưa lên, đưa xuống từ gót chân, chia ra. Chia ba đoạn, đây là một đoạn, đây là đoạn, đây là đoạn, ba đoạn. Sau đó mình cào cái đường bên ngoài này trước, cào đoạn cái đoạn bên trong này sau, đường bên trong này sau. Mỗi một đoạn cào này mình cào khoảng 50 từng đếm. 50 từng đếm. Đấy, cào khoảng 50 từng đếm nhẹ nhàng và cho cái giò này nó chạy trên mặt da thôi. Đấy rồi ạ. Cái bài này rất thích hợp vào mùa đông, chữa cho những người lạnh chân. Lạnh chân. Có những người lạnh chân mà tối đi ngủ đeo tất, xong bắt đầu chùm chăn, sáng mới ra sờ chân vẫn lạnh. Vẫn lạnh. Lạnh chân dẫn đến là gì ạ? Mất ngủ. Chân nó cứ lạnh toát như cục đá, làm sao mà ngủ được. Đúng không nào? Thế nên nỗi khổ cho những người ở bên cạnh. Mình sờ thì nó chỉ sờ vào thôi, rồi nhảy cẫm lên. Đâu, nhà mình có phải lấy chân gói chân cho. Gói cả chân, cả lấy cái chân gói cho gói. Thế mà lúc lại mê ngủ mà lại quay lại sờ chân thấy lạnh này, chân quá bung lên này gọi, ôi con ơi đâu rồi thì cái gì? Mà mượn bằng lấy máy sấy sấy. Đấy, có người phải lấy máy sấy tóc sấy, có người lại phải ngồi dậy ngâm chân nước nóng. Đun nước ngâm chân nóng. Tuy nhiên ngâm chân thì ngâm chân nó lại cách rách. Ngâm gừng, ngâm chân ngâm rừng này lại. Ngâm muối thì lại lạnh đi. Mùa quên cái gì nhỉ, gừng thì thấy cái gừng ngâm gì ạ? Dạ. Nhưng mà cái này mình muốn thay một ngày cứu nữa. Cũng được nhưng nó cách rách ạ. Còn cái bài này của mình làm nó rất đơn giản, chỉ cần một lọ dầu cao này, một cây cào trên giường. Trước khi đi ngủ mất 5 phút. Làm xong cái là chân ấm, thế là đi ngủ ngoài. Đấy lại quay sang cái... Mà mình làm cái này chỉ trong một tuần nó ấm tận từ bên trong. Và sau mình không phải ngâm chân nữa. Cái này nó trị dứt điểm, còn cái kia chỉ là giải pháp tạm thời. Năm nay ngâm chân sang sẽ lại phải ngâm chân. Ngâm chân nhưng đồng thời là cũng phải uống thuốc trong. Dạ, vâng, đây lại phải uống thuốc. Từ chỗ gan thận nó kém. Bây giờ nếu mà chân cào như này thì chân vẫn lạnh này, mình sẽ có động tác sau để làm cho nó ấm luôn và đi ngủ luôn. Mình sẽ dùng tay mình xoa như này, khoảng 200 cái. Nào, bây giờ cô xoa này. Tay đấy, xoa. Ôm sát ạ, ôm sát tay, ôm sát. Đấy, ôm sát và làm sao cho hết lòng mà nhìn chân được. Thả lỏng tay ra, đấy đúng không? Từ gót chân đến các ngón các chân. Xoa nóng lên 200 cái. 199 là không được luôn nhé. Xoa nóng lên, đấy. Không ạ, chỉ bôi mỗi cái cạnh trong của bàn chân thôi. Làm sao nó độ dài của nó bằng độ rộng của hai cái cào này. Bằng chỗ má trên này. Chỗ má này, bằng đúng cái đoạn này. Đây là cào từ gót này. Cứ mãi nói chuyện lãng ngải lãng nhiên làm sao mà sao? Son anh nhảy vừa ấm chân vừa điện, ngủ tốt.
Thế với những người mà gọi là hay nóng ấy thì rồi bây giờ xem nóng là thế nào. Rồi đến chân nóng. Chân nóng. Rồi coi như đã xoa xong 200 cái. Chân nóng làm là đi ngủ rồi. Bây giờ đến chân nóng. Chân bên này nóng à? Nó nóng hơn thôi chứ còn nó vẫn chân là bao giờ mình một bên nóng một bên lạnh. Ngủ rất nóng. Chân nóng à? Có những người chân nóng mà không bao giờ đi được tất và không bao giờ đi được giày. Đi được dép. Có những trường hợp đấy. Nóng nó khó chịu cứ đi mà không thể chịu nổi. À, mình cứ nghĩ là có người chân lạnh hóa ra lại có người chân nóng. Thế mới hay chứ. Nhưng mình gọi là âm hư đúng không? Nóng chắc là mình không biết mình. Đợi đấy cái đấy nó phức tạp lắm, mình cứ biết chân nóng là làm mát cái chân đã còn giải thích lòng sòng ngoằng nữa. Mình gọi bước thứ nhất. Bước thứ nhất là gì? Đây là gan. Gan bàn chân mà. Chân nóng là gan bàn chân là nóng thì mình sẽ cào gan trên mặt. Đây gan trên mặt nó vùng bên cánh mũi phải. À, đây là dùng cái lan đinh, đây là âm hay là dương? Đây là âm nhé. À, đây là dụng cụ âm dùng để chữa gì ạ? Dùng để chữa, chữa bệnh dương. Cái lan đinh này nó mát. Mát mà. Thì mình sẽ không phải bôi cái gì ạ? À? Không phải bôi gì, người ta đang nóng mà. Gan và chân nóng. Mình sẽ cào gan này. À, lan gan bên phải này. Đấy, gan bên phải này. Đấy, khoảng 30-40 cái lan tiếng đếm như này. Gan bên phải xong rồi. Sau đó mình sẽ lăn gì ạ? Gan bàn tay. Lăn gan bàn tay. À, tất cả các loại gan. Sau đó là gì? Cũng khoảng vài chục cái đếm này. Hai bên. Cả hai bên ạ. Gan trên mặt là chỉ có bên phải đấy. Sau đó gì thì lăn cái chỗ chân nóng này. Gan bàn chân hơi buồn chút. Lăn này buồn hơn là cào. Lăn này. Dạ, lăn lòng bàn chân như này. Sau một hồi nó sẽ mát. Đây là người ta một chân nóng và chân lạnh, người ta chỉ làm một chân thôi. Vùng nào hay là lăn gan gan mặt chân khắp cả vùng mặt chân. Khắp cả vùng chân à? Khắp cả gan mặt chân. Đấy là chữa chân nóng. Chân lạnh thì nó phổ biến hơn, chân nóng thì ít người hơn, ít người khác hơn. Thế thì mình cứ làm này, chỉ cần mỗi ngày làm một lần thôi. Cái chữa chân lạnh mỗi ngày là làm một lần vào buổi tối trước khi đi ngủ trong vòng 7 ngày. Chỉ cần 7 ngày thôi là ấm dần ấm. Gan nóng thì mỗi lần làm mấy phút? Gan nóng thì ngày nào 3 lần ạ. Nhưng mỗi lần mấy phút? Đấy, mỗi lần chỉ mất khoảng 5-10 phút thôi mà. Không lâu rồi. Đấy là bàn chữa lạnh chân và chữa nóng chân. Ok rồi, thank you.